Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ làm món si rô mận và cách pha trà mận. Mận này là mận Hà Nội nha. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Trà của mình sau khi pha xong uống có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn á. Và cách làm thì siêu nhanh luôn. Vô mùa mận rồi thì quý anh chị và các bạn nhớ làm nha. Về nguyên liệu thì mình chuẩn bị đây là 2 kg mận. Mận này là mận Hà Nội nha quý anh chị và các bạn. Mình chọn những trái mà nó chín đỏ như thế này nè. Thì mình làm si rô nó ra cái màu đậm đỏ đẹp hơn ha. Và mình chọn mận chín thì ăn nó có cái vị ngọt ngọt chua chua, nó không có chua bằng mận sống nha. Và chuẩn bị kèm theo là nửa ký đường phèn. Nửa ký đường phèn thì mình sẽ làm chung với 2 kg mận nha. Và 500g đường cát. Đường cát thì mình sẽ nấu nước đường ha. Với 500g đường mình sẽ nấu với khoảng 200ml nước. Và chuẩn bị kèm theo từ 1 đến 2 muỗng canh muối nè, để mình sơ chế mận ha. 30g trà. Mình dùng ở đây là trà lài nha. Công việc tiếp theo là mình sẽ đi pha cái phần muối loãng này ha. Ở đây thì mình pha 2 lít nước với 1 muỗng canh muối ha. Mình quậy đều lên cho muối nó tan nha. Xong rồi thì mình sẽ cho hết cái phần mận này vào mình ngâm. Mình ngâm mận với muối loãng để cho nó sạch cái phần vỏ ngoài ha. Mình ngâm ở đây khoảng 15 phút á, xong rồi thì mình sẽ kỳ rửa cho thật sạch nha. Mình dùng tay á, mình chà nhẹ như thế này nè cho cái lớp phấn mận phía ngoài nó sạch luôn ha. Do là mình sẽ nấu luôn cái vỏ mận phía ngoài á, cho nên mình rửa thật sạch và kỹ để cho nó an toàn nha. Sau khi mình kỳ sạch mận rồi đó, bây giờ thì mình sẽ đem rửa với nước khoảng 2-3 lần nước nữa để cho nó sạch cái phần lớp muối phía ngoài ha. Và mận của mình sau khi sơ chế và rửa cho nó sạch rồi nè, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt mận ra thành từng miếng nhỏ và mình bỏ cái phần hột bên trong đi nha. Và mình sẽ dùng luôn cả vỏ, không cần phải gọt vỏ bỏ nha các bạn. Mận mình lựa những trái mà nó chín đỏ thì bên trong nó sẽ đỏ nè, rất là ngon luôn á. Và khi mà mình nấu lên cái màu nó cũng đẹp nữa. Mận này mình ăn mình thấy có cái vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà cái vị ngọt nó nhiều hơn chua nha, nó không có chua lắm ha. Và mình lựa những trái mà nó chín đỏ nó sẽ ngọt hơn những trái mà nó còn sống nha các bạn. Mận này mình thấy ăn sống chấm với muối cũng ngon lắm các bạn, không cần phải nấu lên ha. Nếu mà các bạn nào thích ăn có cái vị chua chua ngọt ngọt á, mình chấm với muối này ăn rất là ngon luôn á. Và mận này ăn có cái vị giòn nha, nó giòn chứ không có mềm lắm. Và mình cứ lần lượt cắt cho hết cái phần mận này, bỏ cái phần hộp đi ha. Rất là dễ cắt luôn nè. Mình thấy nó mềm như vậy chứ mình ăn lên nó giòn lắm, không có mềm như các bạn. Mận sau khi mình cắt nhỏ ra hết bỏ hộp rồi á, bây giờ thì mình sẽ cho đường phèn vào mình trộn nha. Mình nấu ở đây với đường phèn ha, các bạn có thể cho bằng đường cát cũng được, nhưng mà mình thấy làm bằng đường phèn á, ăn có cái vị ngọt thanh và nó ngon hơn ha. Mình sẽ trộn đều lên, sau đó thì sẽ ngâm ở đây từ 3 đến 4 tiếng ha, hoặc là các bạn có thể ngâm qua đêm cũng được, cho cái phần đường này nó tan nè và nó ngấm vào miếng mận nha. Sau khi mình thấy cái phần đường nó tan hết ra nước rồi nè các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho lên chảo và mình rim ha. Thời gian đầu thì mình sẽ mở với lửa lớn nha. Ở đây thì mình cho vào 500ml nước lọc nữa. Và thời gian đầu thì mình sẽ mở lửa lớn cho nước nó mau sôi ha. Khi mà nước nó sôi lên rồi nè thì mình sẽ mở lửa trung bình và mình sẽ rim từ từ nha. Mình rim cho miếng mận nó mềm và nó thấm với đường ha. Khi mà các bạn thấy có bọt á, thì mình sẽ vớt bỏ cái phần bọt này đi luôn. Và mình rim ở đây được khoảng 10 phút tính từ lúc nước sôi nè. Mình thấy miếng mận nó mềm và nó ra hết cái màu đỏ rồi đó, nhìn rất là đẹp luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài ha. Tiếp theo thì mình sẽ lược ra và để cái phần cơm mận riêng nè,
và cái phần nước mặn riêng. Cái phần cơm mặn á, thì mình sẽ dùng luôn, không có bỏ nha các bạn. Cái phần nước nó lên cái màu đỏ ửng rất là đẹp luôn á. Bây giờ thì mình sẽ để ở đây cho nó thiệt là nguội nha. Và cái phần cơm mặn sau khi nấu lên á, nó rất là mềm luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ dầm cho nó nhừ ra luôn ha. Mặn sau khi nấu xong rất là mềm luôn nè. Và có cái màu cũng đẹp nữa. Và ăn vào thì có cái vị chua chua ngọt ngọt ngon lắm các bạn. Sau khi mình dầm cho nó nhừ ra rồi nè, thì mình cũng để qua một bên cho nó nguội luôn nha. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi pha trà ha. Ở đây thì mình sẽ cho trà lên cái chảo này mình rang trà như thế này thì mình pha trà nó sẽ thơm hơn nha. Khi mà mình thấy trà nó nóng lên rồi nè, mình sẽ cho vào đây nước ha. 30g trà thì mình cho vào khoảng 800ml nước. Sau đó thì mình sẽ nấu cho cái phần nước trà này nó sôi lên. Khi mà nước sôi lên rồi đó, thì nhà các bạn có trà túi lọc thì mình cho vào luôn cho trà nó đậm vị hơn ha. Nếu mà nhà mình không có trà túi lọc á, thì mình dùng một loại trà lài thôi cũng được nha. Hoặc là mình có thể dùng trà dứa, trà ô long hoặc tất cả trà khác đều được. Khi mà trà ủ được khoảng 10 phút rồi nè, bây giờ thì mình sẽ lấy trà ra và bỏ cái phần xác đi. Và mình sẽ cho trà trực tiếp lên nước đá luôn ha. Mình cho trà khi mà trà còn nóng như thế này á, để giúp cho trà của mình nó còn giữ cái mùi thơm nha. Khi mà các bạn thấy trà nó hạ nhiệt bớt rồi nè, bây giờ thì mình sẽ vớt đá ra và bỏ cái phần đá này đi. Trà có cái màu đậm rất là đẹp luôn á. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu cái phần nước đường ha. Cho 500g đường đã chuẩn bị vào nè. Và 200ml nước. Mình sẽ nấu cho cái phần đường này nó sôi lên và nó tan hết là được nha. Khi mà mình thấy đường nó tan hết rồi nè, bây giờ thì mình sẽ để cho thiệt là nguội luôn ha. Vậy là nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi pha trà ha. Đầu tiên là cho 120ml nước trà vào. Cho vào trái tắc nữa nè để cho nó thơm. Tiếp theo là 20ml nước đường. Tùy vào sở thích uống ngọt hay lạc của quý anh chị và các bạn thì mình cho thêm nước đường nha. Xong rồi thì mình sẽ cho đá vào ha. Tiếp theo là cho cái phần si rô mận đã nấu lúc nãy vào luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho cái phần cơm mặn đã dầm nhuyễn lúc nãy lên luôn nè. Nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Và cái nước trà mặn này mình uống vào thấy có cái vị chua chua ngọt ngọt cũng khá là ngon luôn á. Và cái màu thì rất là đẹp luôn ha. Cái màu này là màu mặn tự nhiên luôn, mình không có cho phẩm màu gì hết nha. Các bạn chọn mặn mà nó càng chín thì cái màu nó càng đậm ha. Mình mời quý anh chị và các bạn nha. Mình mời quý anh chị và các bạn nha. Bây giờ thì cũng vô mùa mặn rồi đó. Nếu mà có thời gian á, thì quý anh chị và các bạn nhớ nấu để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè mình ha. Cái món trà mận này mình có thể nấu bảo quản trong tủ lạnh, mình để được mấy tháng luôn á. Và uống rất là ngon. Mình chúc quý anh chị và các bạn sẽ làm thành công và uống ngon miệng với cái món trà này nha. Giờ thì mình xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các video lần sau.